tôi là Mạnh Ô Tô. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị biết một bí quyết là làm thế nào đó để biết được rằng cái xe Innova G nâng lên G, và làm thế nào để biết được phân biệt được cái xe Innova G thật sự. Đây là một trong những cái kinh nghiệm mà tôi đã học hỏi được rất nhiều những anh em thợ ở các tỉnh khác, và cộng với những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của tôi. Và qua cái quá trình kinh doanh thì tôi cũng gặp phải rất nhiều người họ đã mua phải những cái con xe mà G nâng lên G, và khi người ta bị mua phải những con xe như thế thì họ bị lừa, và họ bị những cái người khác người ta gây cho những cái hậu quả, đó là mất cái số tiền rất là lớn. Thì tôi đang nói cho anh chị biết là cái xe G thì nó là cái xe bản thiếu của taxi, và nó hoàn toàn được hãng taxi người ta đặt để người ta chạy dịch vụ. Và khi về có rất nhiều những người thợ người ta đã nâng lên, và hôm nay tôi cũng đã mua được một cái xe người ta nâng lên giống một xe G thật. Nhưng hôm nay tôi sẽ chỉ cho anh chị biết được là làm thế nào để phân biệt được là cái xe Innova G thật nó khác biệt với xe Innova nâng nó như thế nào. Tôi sẽ muốn nói cho anh chị biết điều này. Cái xe Innova mà nâng thì nó có chi tiết nó hoàn toàn khác biệt. Anh chị có thể xem ở đây. Một cái xe bản chất của cái xe Innova G bản thiếu thì nó, cái nội thất của nó hoàn toàn không phải là màu vàng, mà nó là hoàn toàn nội thất của nó là màu đen. Và những người họ nâng thì họ đã sơn giống với cái sơn toàn bộ cái phần, cả phần nội thất để cho nó giống với một con xe G thật sự. Họ nâng cả phần vô lăng, chú đứng gần đây, họ nâng cả những cái vô lăng lên để cho nó giống với xe G, để người ta bán xe G. Và đây là những cái mà thường thì những cái người ở, tôi không nói tốt hay xấu, nhưng mà những người thợ người ta không muốn có những cái giá trị cao thì họ hay làm cái việc này. Và hôm nay tôi mua đồng quan, tôi muốn nói cho anh chị biết để anh chị biết được phân biệt của nó này. Cái xe Innova G thật sự thì cái bản cái tôi nói là cái cửa này, cái cửa điện khi nó lên xuống ấy thì anh chị chỉ cần kéo vào cái nấc auto này là cái xe, cái kính điện của cái xe G thật thì nó sẽ tự động nó lên. Nhưng cái xe, và khi anh chị ấn một cách nhẹ thì cái cánh cửa nó hoàn toàn tự động xuống. Nhưng cái xe nâng thì họ không thể làm được việc này. Cái xe nâng là khi mà chúng ta lên xuống kính, chúng ta bắt buộc phải dùng tay đẩy và giữ thì nó mới lên được. Phần nữa đó là la răng của những cái xe Innova G thì nó là toàn bộ nó bằng sắt và nó không có la răng đúc. Và đây là một con xe người ta đã nâng hoàn toàn cái la răng, răng thẳng, răng la răng đúc. Và thêm nữa rất nhiều những chi tiết khác nữa, đó là cái phần trần. Thì con xe này nó là cái phần trần là người ta đã nâng rồi, nó nâng giống một con xe G. Những cái xe G thì cái trần này của nó là cái trần hoàn toàn là những cái trần thường, không có những cái chỗ mà cửa gió. Nhưng cái con xe này là người ta nâng một cái trần, nâng một cái trần Innova G thật sự vào đây, và nó có hai cái đèn. Thì đây là một cái xe G thì nó sẽ có cái hệ thống cửa gió như thế này. Và tôi sẽ nói cho anh chị thêm một cái phần nữa. Đó là cái con xe G ấy, thì nó sẽ có thêm một cái hệ thống nước gạt mưa nằm ở đằng sau, ở gần đây. Tức là cái xe Innova G thì nó chỉ có hai nước gạt mưa thôi. Nhưng mà cái xe G thì nó có thêm một cái hệ thống điều chỉnh nhanh chậm của nước gạt mưa đằng trước, và nó có thêm một cái hệ thống phun mưa rửa kính ở đằng sau đít, và cộng với một nấc gạt mưa ở đằng đít. Nhưng mà con xe này khi là xe G cho nên là nó không có cái đó. Và cộng với tôi sẽ cho anh chị thấy thêm một cái nữa mà hoàn toàn đối với xe G, à xe G không thể nâng được để anh chị phân biệt, đó là hệ thống ABS. Thì những con xe này, anh chị nên nhớ là những con xe G thì cái hệ thống phanh của nó, nếu anh chị phân biệt là cái hệ thống xe Innova G thật sự thì nó hoàn toàn là 4 bánh bằng phanh ABS, bằng phanh đĩa. Nhưng mà những con xe G thì nó hoàn toàn không có điều đó, và một hệ thống cục chia ABS ở trong xe. Thì anh chị phải, tôi sẽ chỉ cho anh chị thấy
tôi sẽ chỉ cho anh chị thấy là hoàn toàn những con xe xe G nó sẽ khác. Thì anh chị thấy đây ạ, đây là cái hệ thống phanh của con xe thường, của con xe G thì nó không có một cục 3 ABS. Và thời gian tới tôi sẽ làm, tôi sẽ mua con xe G và tôi sẽ chỉ cho anh chị thấy là cái cục ABS nó nằm như thế nào. Nhưng mà hôm nay đây là con xe G cho nó không có. Nhưng mà thường thì con xe G nó sẽ có một hệ thống cục ABS nhìn vuông giống, nó nằm ở đây và nó sẽ chia, khi mà đường dầu ra đến đây thì nó sẽ có một hệ thống ABS để chia, để chống, tức là nó có cảm biến để chống trượt lết của con xe G. Thế đây là con xe G thì nó hoàn toàn không có. Anh chị cứ nhìn thấy là những con xe mà nó không có ABS, cứ lật con xe G lên mà nó hệ thống phanh nó cứ đi thẳng như thế này, nó không có một, nó không chia ra thêm một cái hệ thống nào nữa ở những cái tổng này, thì đó là xe G. Muốn làm một điều gì thì làm, nhưng mà thường thì những con xe này thì không thể nâng được. Những cái chi tiết đó là những chi tiết hoàn toàn không nâng được. Thứ nhất này, anh chị nên nhớ là kiểm tra kính bên lái mà không có hệ thống auto, tức là khi mình ấn một đất nhả tay ra mà gương không xuống thì đó là xe G. Nhưng mà cái đó cũng có thể nó sẽ hỏng. Nhưng mà có một cái này như này, phân biệt chuẩn xác nhất đó là không có gạt mưa sau, không có phun mưa sau. Nhưng cái đó cũng có thể nâng được nếu người ta nâng chi tiết. Nhưng mà có một cái điều hoàn toàn tất cả những người thợ người ta không bao giờ nâng được, đó là hệ thống ABS là không bất kỳ một người thợ nào, tôi khẳng định nhá, bất kỳ một người thợ nào cao tay đến đâu thì cũng không thể nâng được ABS. Đó là cái anh chị nên kiểm tra đối với một con xe G và xe G. Nếu mà xe G thì hoàn toàn không thể nâng được ABS, tất cả những chi tiết có thể nâng được, nhưng riêng ABS là không thể nâng được. Và anh chị, nếu anh chị thấy rằng có muốn hỏi thêm một điều gì đó thì tôi có để comment hỏi bên dưới, tôi sẽ trả lời anh chị, hoặc là tôi có để số điện thoại bên dưới, anh chị có thể điện trực tiếp cho tôi sẽ tư vấn cho anh chị hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh chị đã xem clip và hẹn gặp lại anh chị. Chúc anh chị một ngày vui vẻ. Chào anh chị.